nói một cái vài thứ, chia sẻ những cái suy nghĩ của anh trước cái đêm diễn của gia đình. Thời điểm này là đang chuẩn bị để mà vào cái đêm diễn đầu tiên của cái chương trình hoài niệm về sân khấu của anh 64 năm rồi. Thì cảm xúc của bố cái này nó lâng lâng, nó bồi hồi như thế nào. Còn nhớ lại những kỷ niệm thời hồi xưa, cái những thời mà ba má của bảo quốc mà thành lập cái đoàn Thanh Minh, đến khi có chị Thanh Nga và rồi là Thanh Minh Hoa, và tất cả mọi khán giả, tất cả mọi người yêu thích cái nghệ thuật cải lương của đoàn Thanh Minh Hoa Nga. Bởi vì cái bảo quốc được biết thì khán giả họ xem cải lương của đoàn Thanh Minh thì họ nghĩ đây là một cái sân khấu mà đậm chất cải lương, một sân khấu nghiêm túc, và một cái sân khấu mình phải nói là đàng hoàng, hát rất là chững chạc, và các anh em nghệ sĩ ai cũng đều cố gắng hết lòng để mà phục vụ khán giả. Thì đêm nay tôi rất cảm thấy mình bồn hồi, rồi lo lắng, rồi sung sướng, rồi vui, rồi buồn. Vui là thấy anh em nghệ sĩ đều hết lòng với sân khấu Thanh Minh nha. Vui vì thấy khán giả đến khán phòng rất là đông, mà buồn vì thiếu chị Thanh Nga, thiếu ba má của bà quốc. Cảm ơn em. Cái cảm giác của những đêm hát này mà nói chung là nó riêng với xuất phát đầu tiên thì tôi rất vui mừng khi trở lại sân khấu công trình này với cái đoàn ông cháu nó bảo quốc đã quy tụ quá nhiều nghệ sĩ của nhiều tầng lớp mà diễn như thế này, khán giả đến ủng hộ như thế này rất là vui mừng, và tôi hy vọng mai sau mình cũng có những người khác tạo dựng những cái tổ nghệ sĩ tên tuổi thì diễn như thế này để suy nghĩ trong đêm diễn hôm nay, và đặc biệt là cái suy nghĩ đối với má. Dạ, thì thật sự thì chuẩn bị gần cả tháng trời rồi, chờ mong chờ được cái ngày hôm nay được sống lại trong không khí rồi mà mình ngày xưa được lên sân khấu chung, và cái vui nhất là được tập chung lại mấy cậu anh cô cậu cô mẹ nọ trong nghề đã rất là vui. Linh nghĩ là cái dịp này chắc là niềm hạnh phúc cuộc đời là của mình, rất là may mắn. Chắc là bà ngoại bà mẹ rất là vui, rất là chắc là cũng cảm thấy hạnh phúc khi mà thấy con cháu mình xuống trên sân khấu để chơi trò chuyện với ông.